Xin chào anh chị, em là Thức Bất Động Sản. Thì hôm nay em đã có mặt tại là ấp Tân Lược 2, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Giới thiệu cho anh chị có một mảnh đất ha, 157 mét vuông, có 105 mét vuông thổ cư nha. À, giá chỉ là 390 triệu đồng vẫn còn thương lượng nha anh chị. À, vị trí nó là cách cái cổng sau khu công nghiệp Long Giang của tỉnh Tiền Giang có khoảng là 1,5 km thôi nha anh chị. Thì đường trước đất chúng ta là đường đan nè, đan là 3 mét nè, ô tô tới nha anh chị. Ở ngoài kia có vài căn nhà luôn đó, thì đường ngoài kia là đường kết nối giữa các xã nha anh chị. Vị trí này chúng ta đi ra ngay chỗ ngã ba đó, chúng ta quẹo trái cho đi 1,5 km là tới là cổng sau khu công nghiệp Long Giang của tỉnh Tiền Giang. Thì cái mảnh đất đây ngang 5 dài 31,5. Vị trí nó là từ cây trụ sở bên đây nè, qua đây 5 mét ha. Này sổ hồng riêng, ranh giới rõ ràng, trụ có sẵn nha, đi thẳng vô là vuông vức. Đất chúng ta là cao bằng đường nha anh chị, đi thẳng cổng là 31,5 dài mỗi cạnh nha. Giá có là 390 triệu đồng vẫn còn thương lượng nha. Đất chúng ta là quay về hướng tây nha anh chị. Có 105 mét vuông thổ cư thì chúng ta xây nhà được ngay. Ở đây chúng ta xây nhà trọ cũng được nha, thì gần cái khu công nghiệp nè. Hoặc là chúng ta mua để dành cũng được ha. Giá này cũng đang rất là mềm nha anh chị. Đối diện bên đây chúng ta là một cái vườn dừa. Rất là xanh mát luôn. Đường đan ha. Thì với tài chính là 390 triệu vẫn còn thương lượng ha. Thì thích hợp cho anh chị nào mua để dành nè. Công nhân thấp thấp ha, xây nhà ở đây ha, cũng rất là yên bình nha. Gió mát mẻ nè. Thì đất chúng ta là quay về hướng tây nha anh chị, phù hợp cho quý anh chị nào có cái mệnh là tây tứ trạch nha. Đây là đường đan 3 mét nè, xe qua lâm, xe 4 chỗ tới đất nha anh chị. Thì em xin tóm gọn ha. Đất chúng ta tại là ấp Tân Lược 2, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ngang 5, từ trục sàn đây, qua đây 5 mét, dài 31,5. Đất thì cao bằng đường ha. Tập cộng là 157 mét vuông, có 105 mét vuông thổ cư. Giá chủ đang kêu bán là 390 triệu đồng, vẫn còn thương lượng nha anh chị. Giấy này là bao hồ sơ thuế phí giấy tờ hết cho mình nha. Và bên em có là cái hỗ trợ là chúng ta xây nhà cũng được nha. Bên em có đơn vị thi công xây nhà lên, trọn gói cho quý anh chị luôn. Tài chính thấp thấp cũng được nè. Và quý anh chị nào có quan tâm đến cái mảnh đất này, vui lòng liên hệ em Thức Bất Động Sản miền Tây để cùng đi xem đất, gặp trực tiếp chủ để thương lượng về giá cả nha anh chị. Chỉ là 390 triệu đồng vẫn còn thương lượng nha. Và nếu như quý anh chị nào có tìm đất tại là tỉnh Tiền Giang, như đất nền, đất vườn, đất gần khu công nghiệp, nhà, nhà mới, nhà cũ có hết luôn. Vui lòng liên hệ số điện thoại em 0901678768. Thì em sẽ gửi quý anh chị xem một số sản phẩm nhà đất bên em để quý anh chị có thể lựa chọn và tiếp theo đi xem cùng em để gặp trực tiếp giá cả nha anh chị. Bên em hiện sản phẩm rất là nhiều luôn. Quý anh chị có thể liên hệ. Và cuối cùng ha, xin hẹn gặp lại những video tiếp theo của Thức Bất Động Sản miền Tây nhé. Xin kính chào. Xem thêm nhiều tại website nhà đất đẹp tiền giang.com.